Theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, thì hôm nay người dân ra đường sẽ bắt đầu sử dụng mẫu giấy đi đường mới do lực lượng công an cấp. Và việc kiểm tra, rà soát người từ vùng xanh, vùng cam không vào khu vực vùng đỏ sẽ được siết chặt với 39 chốt kiểm dịch tăng cường, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Bắt đầu vào sáng nay thì Hà Nội sẽ phân thành 3 vùng để thực hiện việc chống dịch. Trong đó vùng 1, vùng có nguy cơ cao thì sẽ nằm ở 10 quận nội thành. Và 10 quận nội thành này sẽ áp dụng chỉ thị giãn cách xã hội trên toàn bộ địa giới hành chính. Mặc dù là vào sáng nay thì mẫu giấy đi đường mới cũng đã dần được áp dụng. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng vẫn chưa xử phạt theo chỉ thị 20 của thành phố Hà Nội. Thay vào đó mà lực lượng chức năng sẽ tập trung tuyên truyền và bắt buộc những cái trường hợp vi phạm sẽ phải quay đầu. Tại chốt kiểm soát ở lối lên cầu Trương Dương, ghi nhận hầu hết người dân tham gia giao thông đều xuất trình đầy đủ giấy tờ, giấy đi đường theo mẫu cũ, vẫn được lực lượng chức năng xem xét đúng quy định, sẽ thông qua. Tuy nhiên, với các trường hợp sai phạm, không xuất trình được giấy tờ, vẫn bị xử lý theo chỉ thị 17, và nhiều trường hợp không chứng minh được lộ trình chính xác cần thiết cũng sẽ được yêu cầu quay đầu. Các trường hợp giấy tờ sử dụng mẫu cũ này, giấy tờ còn thiếu sót hay là không đủ nội dung thì chúng tôi vẫn tuyên truyền nhắc nhở là chính và hướng dẫn mọi người làm thủ tục để cấp theo mẫu mới và dự kiến sẽ triển khai vào mùng 8 tháng 9. Và trong những trường hợp thiếu giấy tờ và thiếu sót về tuyến đường, chúng tôi lại hướng dẫn người ta là di chuyển, không cho di chuyển ra vùng cam, vùng xanh. Từ sáng giờ thì trường hợp vi phạm thì chắc khoảng 10 trường hợp hướng dẫn quay đầu. Còn tại chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn, dù đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và tuyên truyền với người dân không ra đường khi không có lý do cần thiết, nhưng vào sáng nay, ghi nhận sau đợt nghỉ lễ, lưu lượng người dân đổ về khu vực nội đô vẫn đông đúc như ngày bình thường. Và có lẽ vì vậy, không ít trường hợp sai phạm vẫn xảy ra. Ví dụ như người đàn ông này đi qua chốt mà không có giấy đi đường, chỉ xuất trình được một tấm thẻ đi chợ, nhưng cũng đã hết hạn từ tháng 8. Sau khi nhờ người nhà gửi ảnh chụp giấy đi chợ đúng quy định, người này đã được lực lượng chức năng nhắc nhở. Cái phiếu này là hết hạn rồi, nhưng cái phiếu này là mùng 6 tháng 9 là tôi có. Thì chú phải cầm cái giấy này thì chú mới đi ra đường là đúng này. Lúc nãy thì tôi đấy mang nhầm này bảo gửi ảnh ra là tôi gửi. Đây là cháu chỉ nhắc nhở chú thôi chú nhá. Mai có khung giờ này thì chú cầm theo giấy đi đường này vào các ngày này và khung giờ này thì chú đi chợ. Với việc cấp giấy đi đường theo quy định mới, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động làm việc 24/24 để bảo đảm tiến độ. Tính đến trưa nay thì hơn 20.000 giấy đi đường đã được xử lý xong. Hy vọng khi triển khai giấy đi đường có mã QR sẽ hạn chế được việc người dân ra đường không chính đáng. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay thành phố tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chi tiết sẽ có ngay sau đây. 40 ca dương tính ghi nhận tại thành phố Hà Nội tính đến chiều ngày 6 tháng 9, gồm có 1 ca trong cộng đồng và 39 ca trong khu vực cách ly, phong tỏa. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 3.567 trường hợp dương tính. Về thông tin tiêm chủng của Bộ Y tế, cho đến chiều ngày 5 tháng 9, cả nước đã tiêm trên 21 triệu liều vaccine COVID-19. Con số này đạt gần 30% số người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Cụ thể, cả nước đã triển khai tiêm được 21.523.792 liều vaccine phòng COVID-19, đạt gần 30% số người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Trong đó có 15.112.140 người tiêm một liều và hơn 3.205.826 người tiêm đủ hai liều vaccine. Bộ Y tế lưu ý đối với những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Trong công điện số 1316, Bộ Y tế đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Long An và Đồng Nai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Công điện của Bộ Y tế cho biết, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bình Dương đã được phân bổ đủ số vaccine để bao phủ mũi thứ nhất cho 100% người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trên thực hiện đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bình Dương tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả phụ nữ có thai, sinh sống và làm việc trên địa bàn và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9 năm 2021, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng tốc tiêm vaccine COVID-19. Thành phố Hà Nội ưu tiên tiêm sớm cho những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người dân tại vùng đỏ, vùng cam, khu vực có mật độ dân cư cao.
Trước việc còn tồn gần 800.000 liều vaccine COVID-19, hôm nay đại diện Tổ công tác Bộ Y tế tại Đồng Nai đề nghị các cơ quan chức năng địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành y tế và các địa phương huy động nhân lực tăng tiêm lên mức 100.000 mũi một ngày, phủ kín mũi 1 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên. Đối với công tác tách F0 khỏi cộng đồng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị thực hiện tầm soát cả ban đêm, làm dứt điểm từng ổ dịch tại 40 xã phường vùng đỏ. Hiện tại, tính đến sáng ngày 6 tháng 9, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 29.600 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, mặc dù huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang thuộc vùng đỏ, nhưng địa phương này quyết tâm không để ai bị thiếu ăn, thực hiện tốt ai ở đâu ở đó. Đồng thời phát động tuần lễ thi đua cao điểm về việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong vòng 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 6 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9. Bến Lức hiện là địa phương vùng đỏ với gần 5.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ hai trên địa bàn tỉnh Long An. Quyết tâm của địa phương đến ngày 13 tháng 9 cơ bản kiểm soát được dịch, mở rộng vùng xanh và triển khai các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài công tác tiêm phòng vaccine, thì việc chăm lo đời sống của công nhân, người lao động, người nghèo để bà con ở đâu ở đó sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Tuân lệnh theo nhà nước để mà mình thực hiện là nguyên giải phòng mình đừng ai bệnh. Như vậy là tụi em rất là mang ơn. Làm một lúc khi đói bằng một gói khi no. Hai mặt công nhân hết trong công ở chợ này là thành thật mang ơn mấy anh và mấy chú, mấy bác, mấy chị. Không cần phải lập hồ sơ sổ sách, công nhân, người lao động, người nghèo gặp khó khăn đang cư trú, tạm trú trên địa bàn huyện. Chỉ cần gọi đến đường dây của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Bến Lức là được các ban ngành đoàn thể vận động hàng hóa thiết yếu chuyển đến nơi ở trao tận tay bà con. Tiếp tục thời gian tới thì là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng mong muốn là các mạnh thường quân đó là tiếp tục hỗ trợ nhân dân, công nhân gặp khó cũng như các cái đối tượng như là gia đình chính sách. Với sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, toàn thể hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và việc địa phương quy trách nhiệm cho trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch xã, phường, thị trấn, nếu không giữ vững được vùng xanh hoặc không làm thay đổi mức độ màu trên bản đồ dịch bệnh theo chiều hướng tích cực thì phải chịu trách nhiệm với trưởng ban chỉ đạo huyện. Quyết tâm của địa phương sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19 trong vòng 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 6 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9. Thưa quý vị, với mục đích tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã yêu cầu đẩy mạnh thực hiện thông điệp 5T. Đây là một nội dung mới được triển khai nhằm đáp ứng diễn biến mới của dịch bệnh. Và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung về thông điệp 5T ngay sau đây. Thông điệp 5T, pháo đài chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. Tuân thủ nghiêm 5K. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà. Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp cơ bản lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà. Đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. Thầy và thuốc tại gia. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường. Tổ chức tổ chăm sóc COVID dựa vào cộng đồng. Mỗi xã phường có thể tổ chức nhiều tổ y tế lưu động khác nhau để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. Để tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà, sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. Test COVID tất cả. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. Thực hiện gộp mẫu theo hộ gia đình. Tiêm chủng tại phường xã. Tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã, phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động. Bố trí nhiều điểm tiêm cố định và lưu động tại các trạm y tế lưu động, các địa điểm gần dân nhất. Để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng, người không thể di chuyển ra khỏi nhà được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ký văn bản thống nhất chủ trương đón phụ nữ mang thai tỉnh Lâm Đồng về địa phương bằng phương tiện xe ô tô.
có 6 huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng được tổ chức đón thai phụ và thân nhân từ vùng dịch đang thực hiện chỉ thị số 16 về Lâm Đồng sinh con. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế hướng dẫn phối hợp với 6 huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện cần thiết về chăm sóc y tế, tổ chức đón phụ nữ mang thai và người thân đi cùng về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Thưa quý vị, sáng nay, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân, tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. 300 học viên đang học tập tại học viện có kinh nghiệm thực tiễn, sức khỏe tốt để lên đường. Để chuẩn bị tốt nhất cho các học viên lên đường làm nhiệm vụ, Học viện An ninh đã phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và CDC Hà Nội tập huấn kỹ năng phòng chống dịch cho 300 học viên. Trước khi lên đường, học viên được lấy mẫu xét nghiệm PCR COVID-19. Các học viên sẽ tham gia trực ở các chốt phòng chống dịch, tham gia công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân cách phòng chống dịch và tham gia các hoạt động nghiệp vụ tại địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, lực lượng công an nhân dân, lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, thế nhưng để giữ được cuộc sống bình yên cho nhân dân, đằng sau đó là rất nhiều sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch như là y tế, công an và quân đội. Họ đã gác lại niềm riêng của bản thân, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng để gác cổng, chặn dịch ngay tại cửa ngõ để mang lại bình yên. Dù đồ bảo hộ kín mít giữa trời nắng thiêu ra, các chiến sĩ thời bình vẫn bám đường thoát ẩn thoát hiện trong những dòng xe xếp dài cả tuyến. Vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất, trở ngại về thời tiết, lực lượng tuyến đầu vẫn kiên trì bám chốt, tạo lá chắn sống, không để dịch xâm nhập địa bàn. Rất là nóng bức và có hơi khó chịu một chút. Nhưng mà vì cái quyết tâm phòng đẩy lùi dịch bệnh này thì anh em sẽ đã cố gắng khắc phục những hậu quả, những khó khăn đấy thôi. Đã về đêm, nhưng lưu lượng phương tiện qua lại chốt kiểm dịch số 1 nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn khá đông. Tất cả các thành viên trong tổ công tác không còn khái niệm về thời gian. Công việc không chỉ đối mặt với những vất vả thiếu thốn mà luôn tiềm ẩn những rủi ro rình rập. Tôi đã tham gia được 3 tháng rồi, nó tiếp xúc với cái nguồn lây bệnh, nguy cơ lây bệnh rất là cao. Tất cả anh em ở đây rất là cố gắng, nóng như thế nào thì chúng tôi cũng cố gắng để lấy mẫu cho tất cả những khách từ các nơi về. Nghĩ rằng là để các cấp, các ngành cũng như bà con nhân dân chúng ta là chung tay đấy, làm sao để giữ nhanh chóng để giữ được cái sự bình yên, tức là không để cho đại dịch cái dịch này nó lây lan. Những bữa ăn vội vã, những giấc ngủ chập chờn, sự luôn luôn gắng sức, thậm chí đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng tất cả lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều nỗ lực từng ngày, quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao. Chính các anh là những lá chắn sống giúp Yên Bái giữ vững thành trì chống dịch từ sớm, từ xa. Mồ hôi trên chốt đang đổi lại ngày bình yên.